Quý vị có nhớ là vừa rồi trao giải Oscar tại lần thứ 94 vào hai, ngày 27 tháng 3 vừa rồi đó thưa quý vị là Will Smith đã tác uh, Chris Rock thì bây giờ cái âm thanh mà tác rồi cái âm thanh mà uh, Will Smith chửi Rock after nhảy xuống ở xuống dưới ở dưới ở sân khấu rồi uh, khi mà anh ta khóc để mà nói sau đó nữa đã làm thanh nhạc TikTok thưa quý vị. Ở TikTok người ta bắt kịp trend lắm cái trend bây giờ này nó miss lại đủ thứ tiếng ấy thưa quý vị nếu mà quý vị nào mở ra nghe thì uh, như đây khi không mở ra được nhưng mà mở quý vị ra mở ra white. thì sẽ thấy uh, cái cái lời nó rất là vui thưa quý vị họ mix đủ điều nhạc hết thì các bạn phối lại rất là nhanh sau cái lễ trao giải oscar đã trở thành một cái xu hướng trên những cái bản tính ứng dụng của tiktok thì những người uh, phản cái âm nhạc này họ làm những cái âm nhạc này họ chỉ nói rằng đây là họ chỉ làm trong một vòng một tiếng đồng hồ thưa quý vị cho dù á uh, là họ không có những cái quý vị thấy đây là cái hình mà lúc Will Smith chửi Chris Rock là giữ đừng có nói về vợ của anh ta nữa là đó là cái đó đó thì nhi không có nhắc lại cái lời nói đó thì đây cũng là một trong những cái bản TikTok mà khi mà Chris đã khóc rồi nói ở trên giải Oscar nữa tức là họ sử dụng những cái đó hết mà chỉ trong vòng 24 giờ thôi những cái người mà họ làm việc về âm nhạc này cho TikTok thì họ đã nói họ đã sáng tác ra tất cả hàng trăm những cái bản nhạc mà dựa trên có hai người này thôi thưa quý vị thì có một cái cái bản nhạc đó gọi là uh, Talksmart Gasmark thì cái đó đã gần tới 2.5 triệu lượt người để sử dụng cái bản ứng dụng đó thưa quý vị thì quý vị cũng thấy rằng là TikTok theo trend rất là nhiều mặc dù họ cũng nói rằng là uh, cái trend này thì nó sẽ không kéo dài lâu đâu như quý vị cũng biết ở trên TikTok là nó chỉ kéo dài trong một cái thời gian ngắn là thôi thì sau như khi mà những cái câu chuyện Chuyện này nó vô quá khứ nó quên lãng rồi thì không có tốt nữa nhưng người này họ đã nhanh chóng những người mà họ làm nhạc này họ anh nhanh chóng bắt lấy cái cơ hội này để mà làm những cái bản nhạc của họ về nghe thử <laughs> <laughs> đây là thái về mở tiktok lên nghe rồi dạ vâng à, và cái vấn đề mà quimis à, tác chris rock ở trong chương trình giải oscar thì nó gây chấn động toàn cầu thưa, ừ. thưa quý vị và cũng ảnh hưởng sự nghiệp của anh ít nhiều lắm ảnh nhiều ảnh hưởng rất là nhiều thưa quý vị yeah. à, hầu như hiện nay là những cái bộ phim mà anh chuẩn bị bấm máy cũng như là đang hậu kỳ dạ. người ta đang hô lại hết tất cả một cái người ta đang stop lại người ta dừng lại để mà người ta xem xét đâu coi cái nội tình tiếp theo như thế nào để có thể mà tiếp tục cái công việc đó hay không còn không mà nhiều người người ta nói quá thì cũng khó mà để mà anh anh tiếp tục cái sự nghiệp trong cái khoảng thời gian này. Đúng nhưng rồi. mà em em nghĩ rằng với cái vấn đề này em em nghĩ là nó cũng quá nhỏ đi nó cũng không có việc gì lớn lao. Yeah. Em nghĩ là ồn ào nhỏ thôi đối với ừ. một cái scandal nhỏ đối với uh, Will Smith nhưng mà thật sự nha quý vị theo theo, theo cái đó là có quan niệm cá nhân Lê Thái thôi. Uh, Lê Thái vẫn thích Will Smith, thật sự là em vẫn thích